đậu xe máy nhằm điểm hạ cánh của đèn trời, thanh niên phải dập lửa trong bất lực. Nhiều người dân đang đi dạo trong khu đô thị mới Hoàng Phát, tỉnh Bạc Liêu thì vô tình phát hiện có chiếc đèn lồng giấy cỡ lớn đang bay trên trời. Ai nấy cũng mải mê dõi theo chiếc đèn lồng xinh xắn và dùng điện thoại quay lại. Nhưng vài giây sau đó, mọi người đều nhanh chóng giải tán khi thấy nó hạ cánh. Trời ơi, cái bông què gì vậy bà? Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Toàn xuống. Họa từ trên trời rơi xuống là có thật. Có thể do mãi nhìn theo mà anh quên mất mình đậu xe trùng với điểm rơi của chiếc đèn. Khi sực nhớ thì ngọn lửa đã bao trùm gần hết xe máy. Thời tới nên anh cản không kịp. Dù nhiều người đã hỗ trợ dập lửa nhưng nó vẫn không tắt, khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Bữa đi chơi có giá chục triệu đồng như này, chủ xe cũng phải khóc thét. Nhiều người sau khi xem video đã để lại bình luận kiểu: tao định vô nhận, coi tới khúc cuối rung tay, xóa nhận chủ nhân luôn. Hên không rớt vào nhà dân, đêm đang ngủ mà rơi xuống cháy thì khỏi chạy. Đèn trời bị cắm từ lâu rồi mà, mối hiểm họa về hỏa hoạn. À, chương trình thắp sáng chiếc xe phải không ta? Chắc vừa ước đổi xe mới, trời thấu. Còn bạn nghĩ thế nào sau khi xem video? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.